Hãy nghe tôi hát. Đêm thi tiếp theo trong chủ đề Danh ca Mạnh Đình sẽ là cuộc tranh tài của ba thí sinh Minh Tiến, Ngô Thái Ngân và Viết Thù. Ba bài hát là ba phong cách âm nhạc khác hẳn nhau. Một chuyện tình buồn trong tiết tấu sôi nổi, một chút suy tư trong giai điệu sâu lắng và một khoảng tình quê rộn ràng tươi trẻ. Ai sẽ giành được số điểm cao nhất của vòng thi thứ hai và ai sẽ nhận được trái tim từ danh ca Mạnh Đình để tăng cơ hội chiến thắng? Đôi ta như bước lên đỉnh sầu vì đời luôn cao ngất thương đau. Bao năm anh ơi chưa được nhiều, toàn là cay đắng xếp thương yêu. Đón xem Hãy nghe tôi hát chủ đề Danh ca Mạnh Đình vào lúc 21 giờ thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.